Bình Hằng tiết lộ gặp áp lực về nhan sắc khi đóng chị MM2 cùng Ngọc Trinh. Nữ diễn viên Minh Hằng cho biết ban đầu cô áp lực khi nhận lời tham gia đóng chị MM2. Mới đây, buổi họp báo công bố tác phẩm chiếu Tết chị MM2 đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Ngọc Trinh, Minh Hằng cùng đạo diễn, nhà sản xuất phim. Tại đây, hai diễn viên trẻ cùng đoàn làm phim đã có những chia sẻ, giao lưu với báo chí, khán giả về tác phẩm của mình. Theo đó, trước những lời nhận xét của khán giả cho rằng nhan sắc của cặp diễn viên chưa đủ chín để tái hiện chân dung hai mỹ nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 20, Minh Hằng cho biết ban đầu bản thân cô cũng gặp nhiều áp lực khi nhận vai. Chính ca sĩ nổi tiếng cũng biết sẽ có nhiều lời chê Minh Hằng chưa đủ đẹp để đóng vai mỹ nhân, nhưng cô có thể khỏa lấp thiếu hụt đó bằng kỹ năng diễn xuất, mức độ đầu tư cho vai diễn của mình. Được biết trong phim, Minh Hằng hóa thân thành Ba Trà, một người phụ nữ đạt đến đỉnh cao danh vọng, được nhiều công tử vây quanh, song cuộc đời lại mang nhiều sự đè nén. Bất ức. Minh Hằng cũng tiết lộ lý do cô nhận lời mời từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là bởi vì thích những khúc mắc tâm lý của nhân vật. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết thêm, việc hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng một lần nữa cũng giúp cô học hỏi thêm nhiều điều. Chị MM2 là bộ phim được lấy bối cảnh của Sài Gòn những năm 1930. Về trang phục, đạo diễn tiết lộ ekip không theo nguyên mẫu lịch sử mà cách điệu để hai nhân vật chính gợi cảm hơn. Tiết lộ với truyền thông, nữ chính Minh Hằng chia sẻ tất cả các thiết kế của cô và Ngọc Trinh trong phim đều do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện. Thậm chí là ở trong buổi họp báo, trang phục của cô cũng do Đỗ Long thực hiện vì nhà thiết kế này làm cho phim nên hiểu được concept của nó. Theo dõi Star để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về hai diễn viên và bộ phim trong thời gian tới.